Ngày mai tôi sẽ có mặt ở nhà. I'll be at home tomorrow. Ngày mai tôi sẽ không có mặt ở đó. I won't be there tomorrow. Ngày mai họ sẽ có mặt ở nơi làm việc không? Will they be at work tomorrow? Anh ấy sẽ là một tỷ phú. He'll be a billionaire. Cô ấy sẽ giàu có và nổi tiếng. She'll be rich and famous. Bài tập. Hôm nay trời nắng. It's sunny today. Hôm qua trời nắng. It was sunny yesterday. Ngày mai trời sẽ nắng. It'll be sunny tomorrow. It'll be sunny tomorrow. Hôm nay trời không có nhiều mây. It isn't cloudy today. Chiều hôm qua, trời không có nhiều mây. It wasn't cloudy yesterday afternoon. Ngày mai trời sẽ không có nhiều mây. It won't be cloudy tomorrow. Hôm nay ở đó trời có mưa không? Is it rainy there today? Hôm qua ở đó trời có mưa không? Was it rainy there yesterday? Was it rainy there yesterday? Ngày mai ở đó trời sẽ có mưa không? Will it be rainy there tomorrow? Will it be rainy there tomorrow? Mùa đông này trời rất lạnh. This winter is very cold. This winter is very cold. Mùa đông vừa qua trời rất lạnh. Last winter was very cold. Mùa đông sắp tới trời sẽ rất lạnh. Next winter will be very cold. Mùa hè sắp tới sẽ nóng không? Will it be hot next summer? Ngày mai thời tiết sẽ đẹp. The weather will be fine tomorrow. Anh sẽ thành công. You will be successful. Nó sẽ không khó. It won't be difficult. Anh ấy sẽ vắng vào ngày mai. He'll be absent tomorrow. Anh sẽ là một người nổi tiếng. You be a famous person. Tuần tới tôi sẽ vắng nhà.
I'll be away from home next week. I'll be away from home next week. Nó sẽ là một thành phố hiện đại. It'll be a modern city. Năm tới, bà ấy sẽ là giáo viên của chúng tôi. She'll be our teacher next year. She'll be our teacher next year.